em mà mặc áo cờ đỏ sao vàng, em đi từ trên tường xuống, em chiến thắng, em vui. 2024 Hồ Chí Minh City Indoor Climbing Championship, giải vô địch leo núi trong nhà thành phố Hồ Chí Minh 2024 là sự kiện đầu tiên được Sở Văn hóa Thể thao thành phố tổ chức dành cho những vận động viên yêu thích môn thể thao này. Diễn ra trong ngày 23 tháng 11 tại trung tâm leo núi Crescent World, quận 7, giải đấu dành cho những vận động viên người Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 35, những người đam mê leo núi trong nhà và muốn được công nhận thành tích của mình ở cấp độ thành phố và quốc gia. Với tính chất là giải mở rộng, sự kiện này quy tụ những vận động viên hàng đầu từ khắp các tỉnh thành ở Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, hai tỉnh thành phát triển mạnh nhất môn leo núi. Từ một người chơi leo núi tự do, giờ đây các climber có cơ hội đi theo con đường vận động viên chuyên nghiệp, thể hiện tài năng của mình để trở thành vận động viên của thành phố Hồ Chí Minh, phát triển sự nghiệp trong môn thể thao này. Giải vô địch leo núi trong nhà thành phố Hồ Chí Minh 2024 sẽ tổ chức thi đấu hai nội dung, chia theo bảng nam và nữ, là nội dung bouldering và nội dung lead climbing. Không có giải thưởng riêng cho từng nội dung mà các vận động viên sẽ tính điểm tổng của cả hai để xác định các thứ hạng cao nhất. Điều này có phần khác với các giải thông thường và không có nội dung top rope. Bởi vì giải Hồ Chí Minh sắp tới thì mình sẽ dựa vào thể thức thi đấu của tiêu chuẩn IFSC là giải tổ chức leo núi thế giới. Cho nên là mình sẽ dựa vào cái format thi như vậy thì mình sẽ chỉ có leo lead và leo boulder. Dự kiến sẽ có khoảng 50 vận động viên tranh tài tại sự kiện này. Đó là con số còn khiêm tốn nếu so với các giải khác như Rocktober, sự kiện leo núi trong nhà lớn nhất Việt Nam. Điều đó cũng dễ hiểu vì Hồ Chí Minh Championship có tính chất là giải vô địch thành phố, đòi hỏi trình độ vận động viên ở mức cao nhất. Thái Thị Yến Nhi, một climber kỳ cựu và nhiều lần giành thành tích cao tại giải Rocktober, đang chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt phong độ cao nhất tại sự kiện lần này. Tôi cảm thấy là rất là hào hứng tham gia, đó là cột mốc mà để mà nhiều người biết đến bộ môn này hơn. Tôi cảm thấy là dù là leo giỏi hoặc là mức độ là trung bình hoặc là mới leo thì mọi người cũng nên tham gia. Em thấy là hiện tại mình có rất là nhiều tài năng, kể cả tài năng trẻ luôn. Và kiểu nhưng mà cảm giác là nếu mà có một cái được hướng dẫn bài bản, được tập luyện, được nhiều khi trả lương cũng được nữa, thì em nghĩ là nó sẽ là một Việt Nam có thể sẽ tới được cầm quốc tế luôn. Giải vô địch leo núi trong nhà thành phố Hồ Chí Minh 2024 là tiền đề để Sở Văn hóa Thể thao thành phố hướng tới thành lập liên đoàn leo núi trong tương lai gần. Các vận động viên đạt thành tích cao tại giải lần này cũng sẽ là những hạt nhân để phát triển phong trào, đưa Việt Nam lên bản đồ leo núi thế giới.